everyone, I'm Giang Anh and welcome back to my class. Xin chào các bạn nhỏ thân mến, cô là Giang Anh. Chào mừng các con đến với bài giảng ngày hôm nay của chúng ta. Now, look at the picture. What can you see? Oh, I see a cute rabbit. Các con ơi, không biết bạn Thỏ Ngọc hôm nay mang đến cho chúng ta cái gì nhỉ? À, bạn Thỏ Ngọc muốn chúng ta tìm ra điểm khác biệt giữa hai câu sau đấy. Câu thứ nhất đó là Miss Hoa is a beautiful girl. Miss Hoa has long black hair, big eyes and oval face. Và câu số 2 là Miss Hoa is a beautiful girl. She has long black hair, big eyes and oval face. Các con có 5 giây suy nghĩ để tìm ra điểm khác biệt giữa hai câu trên nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, và chúng ta có điểm khác biệt giữa hai câu, đó chính là từ she ở câu thứ hai và từ Miss Hoa ở câu thứ nhất, đúng không nào? Chúc mừng các con đã có câu trả lời vô cùng chính xác. Vậy thì vì sao lại có sự khác biệt này nhỉ? Chúng ta hãy cùng cô tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay về chủ đề Personal Pronouns, đại từ nhân xưng làm chủ ngữ các con nhé. Trước tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng là gì nhỉ? Đại từ nhân xưng làm chủ ngữ trong câu chính là từ dùng để thay thế cho danh từ làm chủ ngữ ở trong câu. Chúng ta cùng nhìn lại câu mẫu đầu tiên cô đã đưa ra nhé. Miss Hoa is a beautiful girl. She has long black hair, big eyes and oval face. Trong câu này thì she được coi là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ và được dùng để thay thế cho danh từ Miss Hoa. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải sử dụng đại từ nhân xưng ở trong câu? Chúng ta phải dùng đại từ nhân xưng để có thể xưng hô. Ví dụ, khi cô muốn nói, tôi muốn ăn kem, I want to eat ice cream. Hoặc là, anh ấy muốn ăn kem, he wants to eat ice cream. Bên cạnh đó thì đại từ nhân xưng còn được dùng để thay thế cho các danh từ phía trước để tránh việc lặp từ giữa các câu. Ví dụ như sau, Hoa and Ba are playing toys. They look happy. Như vậy, ở ví dụ này, cô đã dùng đại từ they để xưng hô và không cần lặp lại chủ ngữ. Hoa and Ba, đúng không nào? Các con có thể thấy rằng chúng ta có 7 đại từ nhân xưng làm chủ ngữ như sau. Đầu tiên, với ngôi thứ nhất là ngôi người nói xưng tôi hoặc là chúng tôi, chúng ta sẽ sử dụng đại từ xưng hô là I hoặc là we. Thứ hai là ngôi người nghe xưng bạn và các bạn thì chúng ta sẽ sử dụng đại từ xưng hô là you. Và với chủ ngữ ngôi thứ ba là ngôi người nghe được nhắc đến là anh ấy hoặc là cô ấy hay là nó, họ thì chúng ta có đại từ nhân xưng là he, she, it và they. Như vậy, bài giảng video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn bạn Thỏ Ngọc đã mang đến một câu đố rất thú vị. Cô hy vọng thông qua bài học này, các con có thể ứng dụng được những kiến thức và làm bài tập cũng như là giao tiếp thật là tốt nhé. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở trong những bài giảng tiếp theo.